Rồi, chắc là mình ghi luôn cái đề mình làm rồi để mình hiểu trình tự cái bước như thế nào nha. Được ha. Bài 1 mình cho mình function là y bằng x mũ 4 trừ cho 6x bình. Ok không? Đó, như thế này gọi là một cái đề sketch the graph này, được chưa? Thi tự luận thì người ta hay cho, và câu này sẽ cho trong anthem á, nếu mà mình có thi anthem, có thi anthem không? Hay là drop? Có chứ thầy, thi chứ thầy. Thì nó drop chưa? Trừ. Thật sự lét lét lên tới 10%. Có thể nếu mà drop nhiều quá đó thì người ta sẽ lấy một cái chữ mới để người ta chấm điểm nha. Có điểm có dụng đó nơi thầy có nha. Ví dụ như bây giờ thang điểm 10 mà điểm cao nhất trên lớp là chỉ là 5 thôi, hiểu không? Không, lớp không có 10 đâu, lớp không có 10 đâu. Chắc mình ví cao dụ nhất của tụi chắc là được 8 điểm nha mấy. Mình ví dụ mà tụi em là cao rồi. Mình ví dụ mà mình ví dụ mà mình nhắc lại là nha, có một cách điểm số 2 này nha, được không? Theo đúng thực tế là cao nhất là 10, ok chưa? Nhưng mà trong lớp thì có 40 đứa, ok chưa? Được không? Nhưng mà điểm thì cao nhất chỉ có 5 thôi, giả sử thôi nha, ok chưa? Được không? Thì người ta sẽ hiệu chỉnh, người ta sẽ dùng phương pháp người ta gọi là hiệu chỉnh, người ta gọi là correction. À. Correction là người ta sẽ cho 10, cho là 10% của cái lớp này nè, ok chưa? Được không? Là nó ở cái mức gửi dỗ là 90, ok chưa? Được không? Nên là bây giờ cái bản chất là 5 điểm cao nhất, ok chưa? Nhưng mà người ta dùng lên là chọn là 10% của những thằng mà cao nhất đó, hiệu chỉnh lên thành 10, hiểu không? Đó, phương pháp này nó có tên riêng khác, người ta gọi là percentile, nha, là 90%, 90%. Hiểu hôm nay là phương pháp là 90% percentile, tức là sẽ được 10, sẽ được là 10% là ở top cao nhất, nên từ 5 người ta đẩy lên 10, rồi hạ từ xuống, ha, hiểu như thế? Lớp em cao nhất chắc 85 đó, thì em top 10 rồi. Ok, trình tự các bước nha. À, mình tưởng tượng nó như là một bài inflection point vậy đó. Inflection point làm sao thì nó làm như thế, thấy chưa? Ok. Dạ. Đầu tiên là đơm, đừng có quên nha. Vì nó là cái hàm là polynomial function nên là đơm bằng là r. Ok không? Dạ. Which are value of x. Ok ha. Rồi. Sau khi mình có đơm rồi, mình đi là find out the first derivative. Ok không? Cái này thì bài đầu tiên nó dễ rồi, mình cho nó hơi dễ ha. Ok không? Yeah. Mình đi tìm thay loại 1. Người ta gọi là critical value loại 1 ha. Ok không? Ha. Mình được bao nhiêu? Mình dạy nhiều quá, cái cổ tay mình viết nó mỏi luôn. Bây giờ mình dạy buổi tối phiêu rồi chẳng sáng sớm nữa. Ok, cái gì thắc mắc không? Nhìn vô đi hả? Không ai thắc mắc đúng không? Rồi, mình thấy rằng là critical value là gì? Nó chỉ có loại 1 thôi, không có loại 2. Vì là không có điểm nào để mà cho y phẩy nó undefined cả. Được chưa? Rồi, để đó, tiếp tục. Có nghĩa là để cho dạng này thì là chắc chắn là anh chỉ có ở dạng một cái lúc rồi, chưa chắc là phương trình này vô nghiệm hay sao, chưa chắc mà, không? Dạ. Lúc nó vô nghiệm thì mình cũng đâu có loại một đâu, không? Chưa chắc, thì sẽ kết quả mình giải được thôi, nhưng mà chắc chắn không có loại hai, ok ha? Dạ. Tính đi 2 chứ không? Chỉ tính mà giảm dùm không vậy? Chỉ tính nào? Ok không? Yeah. Rồi, giảm phương trình y 2 bằng 0. Đó, cái nào mà làm bằng tay được thì mình làm bằng tay tối đa, hạn chế dùng máy. Khi nào mà cực quá hay là bí quá mình mới dùng máy thôi. Tập cái tư duy như vậy. Rồi, thắc mắc gì thôi đi ha. Coi cái gì thắc mắc là thắc mắc hỏi đi hả? Được không? Ok. Được đúng không? Dạ. Yeah. Rồi tiếp tục là mình đi cũng không có loại 2 luôn. Ok không? Ha. Rồi tiếp tục. Đến tiếp theo là mình sử dụng đi tìm cái thằng người ta gọi là asymptote. Ok nha. Nhưng mà vì nó là polynomial nên nó không có asymptote. Tại đây mình ghi cho nhớ nha. Không ghi không sai nha. Ghi cho nhớ thôi.
There is no asymptote. Những bài mà có asymptote là những bài mà phân số hay là những bài nó có căn. Ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ lập bước tiếp theo. Nếu mà chỗ đây nó có thì mình phải đi tìm nha. Nếu không có thì mình cứ lựa không có. Được chưa? Rồi. Mình lập cái bảng chiết dấu, người ta gọi là size table. Rồi, mình gom chung một lượt lên hết luôn ha. Đầu tiên là x nè. Thì mình phải làm theo là tập xác định từ âm vô cùng nè, chia đến vô cùng. Tập xác định sao thì mình điền lên như thế. Ok chưa? Nha. Rồi, critical value của là thằng F phẩy thì mình có là ba thằng này. Ok chưa? Critical value của 2 phẩy thì nó là ba hai thằng này. Ok chưa? Được không? Và mình sắp xếp từ nhỏ đến lớn nha. Mình chỉ có là nhỏ nhất là trừ căn 3. Tiếp tục là trừ 1, tiếp tục là 0, tiếp tục là 1 và tiếp tục là căn 3. Ta sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Cái việc mà mình sắp xếp xa thì bài toán mình cũng xa luôn. Chú nha. Ha. Rồi thắc mắc gì thôi? Được rồi. Ok, tiếp tục ha. Vậy dòng đầu tiên là cho thằng F phẩy y đó, tức là y phẩy. Dòng thứ hai cho là y phẩy phẩy. Y phẩy thì nó bằng 0 tại là trừ căn 3 0 và căn 3, được chưa? Y 2 phẩy nó bằng 0 tại là trừ 1 và 1. Ok chưa? Rồi bây giờ mình đi xét dấu từng thằng trước. Rồi cuối cùng là mình đây là thằng y nha. Rồi, có cái gì thắc mắc thì hỏi nha, được không? Rồi, các bạn nào có gì thắc mắc, bạn là bạn quan trọng nhất để mà căn cứ vào bạn này mình vẽ hình nha, được nha. Rồi, ok, cái gì thắc mắc thở đi. Dạ, lại bạn rồi. Các bạn thì đầu tiên là x nè, ok chưa? Được không? Được. Mình điền theo thứ tự là từ nhỏ nhất đến thấp nhất, tức là điền theo cái đơm á, ok không? Đơm nó đi từ là âm vô cùng nè cho đến vô cùng. Ok không? Được. Rồi. Tiếp tục là mình sẽ tập hợp lại tất cả những điểm là của critical value của y phẩy và critical value của y 2 phẩy. Mình tổng hợp nè, đây là toàn bộ nè. Được không? Ok chưa? Toàn bộ này mình phải sắp xếp từ nhỏ đến lớn theo thứ tự, nhỏ thì đứng trước, lớn thì đứng sau. Ok chưa? Nhỏ nhất là trừ căn 3, tiếp tục là trừ 1, rồi 0, rồi 1 và căn 3, vì căn 3 nó tầm khoảng 1 chấm 7 mấy đó. Được không? Dạ, được không? Nha. Nhưng mà việc căn 3 tầm khoảng 1 chấm 7 mấy đó. Ok chưa? Rồi. Dạ. Rồi mình coi thử là y phẩy bằng 0 sẽ ra tại đâu thì mình đặt số 0 vào. Y 2 phẩy bằng 0 sẽ ra tại đâu đặt số 0 vào. Được chưa? Rồi, không có gì hết thì cứ đánh dấu thẳng. Rồi, có gì thắc mắc không? Không. Thắc mắc thì thôi đi. À. Ok rồi. Không có gì thắc mắc đúng không? Được. Rồi, tiếp tục. Cái này cho nó được đẹp xíu, nhìn nó sống quá, sống chán. Rồi, bắt đầu sẽ cho thằng y phẩy trước nha. Ok nha. Y phẩy mình đánh dấu những nghiệm của nó nè, để mình tập trung vô những nghiệm của nó, đây là những nghiệm của nó nè. Ok nha. Nó là hàm bậc 3 mà nó có 3 nghiệm phân biệt. Ok chưa? Nhìn vô nha, được không? Thì quy tắc nó khác, nó không còn quy tắc hàm bậc 2 nữa. Ok chưa? Nhìn ha. Rồi, mình sẽ đi từ bên phải đi vào. Ok chưa? Dạ. Thì cái khoản đầu tiên á thì hiểu hôm nay là vì nó ba nghiệm, nó có những cái khoản này, đây là một khoản nè, đây là hai khoản nè, đây là ba khoản nè, đây là bốn khoản nè, ok chưa? Đúng không? Nhìn nè, tại vì nó ba nghiệm, được chưa? Rồi nhìn vô đây là cái khoản đầu tiên nè, ok chưa? Cái khoản đầu tiên trùng dấu với a, mình nhìn vô y phẩy nha, thì a nó sẽ bằng 4, hiểu không? Hả? Rồi cùng dấu với a thì chỗ này là dương, ok chưa? Được không? Lại đi theo. Đầu tiên là mình chia từng khoản căn cứ vào kinh nghiệm á, nhá. Nhìn vô. Dạ. Âm vô cùng đến nghiệm đầu tiên, nghiệm đầu tiên đến nghiệm số 2, nghiệm 2 đến nghiệm 3, nghiệm 3 đến vô cùng, nhá. Rồi bây giờ mình đi xét cho cái khoản này trước. Được không? Thì khoản đầu tiên cùng dấu với a, a bằng 4 nó dương, nên khoản này nó dương. Cái này đúng cho hàm bậc 3 và hàm bậc nhất nha, chú ý nha. Dạ. Hàm bậc 3 và hàm bậc 1. A là mình quy ước là highest degree, bậc cao nhất, coefficient of highest degree, được không? Được. Rồi. Vì phương trình bậc 3 có 3 nghiệm nên đi qua số 0 là nó đổi dấu, khoản số 2 nó mang dấu trừ nè, ok chưa? Vậy đây trừ, ở đây dấu trừ, được chưa? Khoản số 3 nó đổi dấu thì ở đây nó mang dấu cộng, đi xuống, cộng, được không? Được. Khoản cuối cùng thì đi qua 0 đổi dấu thì mang dấu trừ, do cho nên nó dấu trừ nè. Rồi, hỏi đi, trước khi mình số nhé.
Hỏi đi ha. Chưa hiểu rồi. Vậy bạn phải theo từng bước, là mình nói từng bước mà không hiểu là phải là không hiểu chỗ nào nha thì mới hiểu được, chứ còn không hiểu gì hết thì phải theo từng bước nè nha. Mình làm từng bước nè nha. Mình tập trung vô câu hỏi là mình không hiểu chỗ nào, chứ không phải là không hiểu gì hết. Hai câu nó khác nhau nha. Không, không em không hiểu cái sách giáo thôi rồi. Đấy là trong sách giáo nó gồm nhiều bước, là cái sách giáo đó mình không hiểu cụ thể là chỗ nào, hiểu không? Mình nói từng bước nè. Cái bước mà để mình nói từng bước nè, bạn cái nào không hiểu thì bạn biểu mình nói chậm lại, thấy chưa? Ha. Mình ráng mình hãy sửa sửa lại câu hỏi là mình không hiểu chỗ nào cụ thể là chỗ nào, chứ phải là đưa viên bài đưa viên khúc lên hỏi nha. Ví dụ như là mình giờ mình có một cái bài tập nè, mình đã cố rồi, mình biết là mình biết chỗ này, chỗ này là tôi biết chỗ này nè, ông giúp tôi môn gì cũng gì hết vậy đó, thì câu hỏi nó prefer hơn và mình sẽ tiến bộ hơn, chứ không phải là viên cái bài tập mình đưa lên bài này em không biết làm, hay là em không hiểu bài này, không hiểu là không hiểu chỗ nào đó, câu hỏi như vậy nha. Mình còn trẻ nên là mình học thiên về cái vụ là phát triển bản thân chứ ha. Vì học là chỉ là rèn cái tư duy thôi, chỉ những người nào mà người ta chuyên ngành thì người ta mới nghiên cứu sâu vô thôi, đúng không? Bản chất cái này là rèn tư duy, mình chỉnh cái tư duy của mình nó improve từ từ ha. Lại này nha, được không? Mình sẽ giấu y phải, thì đây là những nghiệm của y phải nè. Tại sao là nãy mình vừa làm ở trên, được chưa? Thì mình kết hợp mình có được những cái interval, đây là một cái interval nè. Là một interval nè, interval nè. Rồi có gì thắc mắc không? Hả? Ok rồi. Rồi, bây giờ mình quy tắc sách giáo là từ phải sang trái. Ok chưa? Quy tắc này là dùng cho hàm bậc 3 cũng như là hàm bậc nhất. Ok chưa? Và nó chỉ đúng cho nghiệm đơn thôi nha, còn nghiệm kép thì nó không đúng. Nghiệm đơn là cái gì? Phương trình bậc 3 nó có 3 nghiệm thì 3 nghiệm đều là nghiệm đơn hết. Ok không? Rất là nhiều thứ nha, nó không hiểu chỗ nào thì hỏi liền đi. Đó. Một bài nó là tổng hợp của nhiều thứ mà, chứ không phải là một thứ đâu. À. Dạ, mình xét giáo đúng không? Nhiều à? Mình xét giáo là từ phải sang trái, được chưa? Phải không? Cái interval đầu tiên nè, luôn luôn cùng dấu với A. A thì nó, A mình nhìn vô nè, A thì mình mặc định nha, nó sẽ là coefficient of highest degree. Vậy A bằng 4, hiểu không? Hả? Mình đang xét giáo cho y phẩy. Mà mình thống nhất thằng A là thằng là coefficient of highest degree. Highest degree là cấp 3 gà nó bằng 4 gà nên A bằng 4. Hiểu không? Rồi, hiểu rồi. A bằng 4 nó dương. Mà khoảng đầu tiên thì cùng dấu với A. Vậy khúc này nó dương. Hiểu chưa? Yeah. Rồi mình nghiền xuống đây. Chỗ nào mà cái khổ này nó gồm chỗ nào thì điền vào. Được chưa? Này, mình điền vào. Mình xóa nè. Được chưa? Yeah. Mình điền vào đây cho nè. Dương nè. Nghe thấy không? Dạ yeah, không. Xài xong rồi mình xóa đi. Được chưa? Đi vào khối tiếp theo, được chưa? Vì phương trình bậc 3 có 3 nghiệm nên cả 3 nghiệm này đều là nghiệm đơn. Ok chưa? Được không? Được. Đi nghiệm đơn á thì nó đi vào khối tiếp theo thì nó sẽ đổi dấu. Vừa rồi mình đi cái này là khối tiếp theo nè. Nhìn nhá, được chưa? Được. Khối vừa rồi dương thì bắt buộc khối này nó phải âm. Ok chưa? Nó đổi dấu mà, được không? Vậy âm thì nó gồm hai cái thằng ở dưới nè, thì chỗ này âm, chỗ này cũng âm nè, được không? Được. Tương tự nó đi vào khối tiếp theo nó cũng đổi dấu, nó đang âm thì thành dương. Nhìn xuống. Được không? Con này chưa hiểu, con này chưa hiểu. Cái này qua đây hiểu, cái này không hiểu là nó như nhau mà sao không hiểu? Thế là có nghĩa là nó đi qua khổ mới là nó đổi dấu, hiểu như vậy? Vì nó là rồi. Thì nó đang âm thì đổi dấu thì thành dương, hiểu nhá. Khi nghiệm mình là nghiệm đơn thì qua khổ mới thì nó sẽ đổi dấu, được chưa? Rồi, thì chỗ đây nó sẽ là âm, được chưa? Được không? Được. Thì điền dấu xong rồi đó hả? Ok số nhá ha. Ok được không? Rồi tiếp tục cho thằng y hai phẩy mình có thể không, nó sẽ ra tại đâu? Không nè, nhìn vô không là sẽ ra tại -1 nè, tại 1 nè, được chưa? Và mình sẽ có 3 khoảng nè, 1 khoảng nè, 2 khoảng nè, 3 khoảng nè. Ok chưa? Được không? Mà -1 với 1 thì nó sẽ là nghiệm của phương trình bậc 2, áp dụng quy tắc bậc 2 đều để mình xét. Ok chưa? Được chưa? Dạ. A nó bằng 12, ok chưa? Được không? Dạ. Mình bên trong thì nó trái dấu ra bên trong nè, được chưa? Trái dấu ra nè. Ok không? Có cái gì thắc mắc không? Dạ ok nè. Ok. Ok vậy ở đây nó âm đi xuống nè, âm nè. À cái này thêm ha. Cái này là nó bằng số 0, y hai phẩy nó bằng 0 tại đây nè. À chíp lộn chỗ nè, bằng 0 tại đây nè ha. Đó, mấy cái vụ mà không ở đây đường thẳng ở đây cũng quan trọng lắm á, chứ là đúng chứ là sai đó. Dạ. Rồi, có thắc mắc không? Thắc mắc gì hỏi đi. Không. Rồi bên ngoài hai nghiệm thì nó cùng dấu nó dương, điền xuống. Còn lớn này nó cover cái gì dưới này thì nó là như thế thôi, dương nè.
Dương nè, tương tự đây sẽ là Dương nè, Dương nè, được chưa? Hỏi đi, nhắc lại là cái việc điền số 0 là dấu gạch nó quan trọng lắm nữa nha, không có 0 thì nó gạch, chú ý nha. Có không? Cái khoảng mà bên cạnh số 0 lấy chữ giữa rồi. Bây giờ mình không hiểu là 1 phẩy 2 phẩy đó, nha. À, 2 phẩy đúng không? Rồi. 2 phẩy thì phải xóa làm lại rồi thắc mắc chỗ nào thì dừng lại hỏi nha, nhìn vô này ha. Được. Rồi bây giờ nhìn vô nè. Mình đang xét dấu cho y 2 phẩy thì mình sẽ có nghiệm là trừ 1, 1, mình đánh dấu sao trên đầu đó, ok chưa? Được. Nó tạo cho mình ba cái khoảng, được chưa? Dạ. Rồi, ở đây là bên trong hai nghiệm nè, bên trong hai nghiệm trái dấu với A. A bằng 12 lớn hơn 0, trái dấu nên khúc này nó mang dấu âm. Ok chưa? Được. Rồi mình nhìn xuống cái khổ nó là khổ nào nè, nó gồm hai khổ nhỏ nè, nhìn vô nè. Hiểu không? Dạ. Nhắc lại là những chỗ này rất là quan trọng, ví dụ số 0 này dấu gạch đó, nó quan trọng, mình vị trí đúng á, vị trí tầm bậy là nó sai hết á, được chưa? Nha. Cứ mà có không không có thì không có điền, ở trên không ở dưới không có thì phải gạch, cứ không có thì phải gạch nè, tại không phải gạch, ở nó có trên thì gạch xuống dưới, mà có dưới thì gạch ở trên, nhớ quy tắc đó ha. Rồi bên ngoài hai nghiệm thì nó cùng dấu A, cô ghi thoáng không hả? Sao bên ngoài hai thì nó cùng dấu với A thì để em ghi rồi. Hồi nãy em ghi trong tập xuống rồi, đây là tam thức bậc hai, bên trong là trái dấu A, bên ngoài là cùng dấu A, để em ghi mà coi lại cái tập để ghi đi. Rồi nhưng mà a nó là dương mà thầy, còn cái trừ căn ba nó đâu phải là dương, liên quan gì trừ căn ba đâu, lấy cái trừ căn ba rồi em không hiểu gì hết vậy. Lại chậm chậm lại nè, em nhìn tập trung vô cái vấn đề là mình đâu có đề cập gì trừ căn ba hay căn ba đâu nhá. Lại nè, bây giờ em nhìn vô là cái nghiệm của em chỉ là trừ một với một thôi, em tập trung được không? Ok không? Nè nhìn nè, tại vì em vừa giải ở trên ha. Ok không? Được chưa? Yeah. Bên trong hai nghiệm thì cái này là bên trong hai nghiệm này, được chưa? Được chưa? Yeah. Có liên quan gì không? Bên trong hai nghiệm mình đang nói bên trong bên ngoài, được chưa? Bên trong hai nghiệm yeah. Trái dấu A, ghi A luôn nè, A thì nó bằng 12. Nó lớn hơn 0, được không? Yeah. Hiểu vì sao A bằng 12 nó lớn hơn 0 không? Hả? Yeah. Rồi thì bây giờ A nó dương thì trái dấu thì nó đang dấu cộng thì trái thì thành dấu trừ, được không? Yeah. Yeah. Trừ thì mình điền xuống nó dấu trừ nè, được không? Yeah. Rồi bây giờ bên ngoài hai nghiệm nè, mình đó là bên ngoài hai nghiệm nè, đây là bên ngoài hai nghiệm nè, hai thằng nè, đúng chưa? Được không? Yeah. Bên ngoài hai nghiệm là cùng dấu với A. Ok chưa? Nhìn đi. Có liên quan gì chỉ căn ba gì ở đây, được chưa? Mình đang xét dấu y 2 phẩy thì căn ba nào chỗ ít mà liên quan gì đâu, phải không? Rồi điền xuống nè. Yeah. Cộng nè, nhìn vô cộng nè thì đây là cộng nè, đây là cộng nè, được không? Hả? Được. Yeah. Thấy có liên quan gì chỉ căn ba không? Tương tự bên này nè, nhìn vô giống xuống nè. Cộng nè, được không? Yeah. Rồi coi chỗ này thắc mắc thì hỏi đi. Tập trung vào. Tập trung vào. Cái này là y chang như ở trên mà tự nhiên ở trên em hiểu xuống này em không hiểu là sao? Không? Rồi coi đi. Đi thắc mắc không? Đi thắc mắc đúng không? Được. Rồi bây giờ mình vẽ cái hình dáng của đồ thị nè, nhìn nha. Mình đi tìm hình dáng để mà tìm hình dáng của đồ thị á thì mình nhìn vào cái thằng y phẩy đó. Nhìn nha nha. Nó âm nè, nó đi xuống. Đây là cái hình dáng của nó. Nó dư nó đi lên. Âm này nó đi xuống, ok chưa? Ha. Tại đây là nó không chậm chậm lại nha, không phải sai. Dư nó đi lên tiếp chưa? Nha. Vì khúc này là dư hết rồi, nó đi lên luôn. Nhìn thằng y phẩy đó, kỹ cái mũi tên là nhìn thằng y phẩy đó, được không? Được. Âm này nó đi xuống nè. Rồi đây là hình dáng của đồ thị nè, được chưa? Được. Rồi có thắc mắc gì hỏi đi. Mắt đang ngọc, mắt xanh, mắt xanh. Hiểu không? Dạ. Ok. Được. Bài nữa nè, bài nữa nè. Rồi bây giờ mình nhìn vô là mình thấy chưa vẽ xong một bài nữa gì? Ở đây yêu cầu mình vẽ mà mình đã vẽ ra một bài nữa. Hả? Dạ. Ok, nhìn vô này ha. Nhìn vô y 2 phẩy nè, mình nhìn vô là cái hình này nè, nó rất là giống. Ha. Nhìn vô ha. Thôi, rồi mình vẽ đi. Tính xong ha. Rồi, người yêu cầu mình vẽ thì bắt đầu mình vẽ. Được chưa? Ở đây yêu cầu thì nếu mà đáng lý có thêm dòng cần kéo quyền kỹ đa nữa nha, để trước khi vẽ thì kết luận cần kéo quyền kỹ đa luôn nha. Rồi nếu không thì như đây cũng được, là vẽ đi ha. Khi nào cần trình bày thì trình bày, bắt đầu nhìn vô bản là vẽ nha. Đó, nếu mà làm chậm thì mình phải có kết luận thêm vài dòng nữa là in region on, the region on, ok chưa? Rồi cần kéo up on, cần kéo down on, ok không? Mình ghi những cái dòng đó để cho mà có nhận xét là cho đầy đủ nha. Đấy không? Đầu tiên là in green nè, coi như là cái bài này bài hoàn chỉnh on
decreasing on. Rồi, tiếp tục là local maximum. Cái này chắc tự tìm ha, mình vẽ thôi. Local minimum. Đây là xong cho cấp 1, cấp 2 là cần kê upward. Cần kê downward. Ok ha. Okay. Rồi inflation okay. Coin. Rồi, cái này chắc tự điền được đúng không? Được. Rồi bây giờ giả sử bạn nhìn cho các bạn đây. Inflation point nó xảy ra tại đâu? Nó xảy ra tại căn 3, chiều căn 3, chiều căn 3 với lại căn 3 rồi. Sai rồi. Tập trung vô. Chiều căn 3. Sai rồi, mình lặp lại nè. Inflation point xảy ra tại đâu? Ha. Tập trung vô câu hỏi ha. Số nháp cho nó gọn cái bài này ha. Thì cái bài này thì nó hay cho ở cái câu là cuối kỳ hoặc là những cái bài test nếu mình nằm trong chuyên đề này nhá, chắc chắn nó sẽ cho. Chú ý cái này, người ta gọi là dạng sketch the graph của function. Mình nhắc lại câu hỏi nè, inflation point xảy ra tại đâu, tập trung vô câu hỏi, rồi mình có tài liệu sẵn có thì mình nhìn vào, mình coi, mình tham khảo rồi mình trả lời, đừng trả lời lỗi ha. Suy nghĩ rồi có cái tài liệu để mình bám vào để mà coi rồi trả lời chứ không phải là trả lời lỗi. Inflation point xảy ra tại đâu? Ha. Inflation point xảy ra từ infinity đến từ 1. Inflation point là nó xảy ra tại một điểm mà em đặt cái gì vậy? Nó. Nếu mà em quên thì em kéo lại lý thuyết mình hôm nay nói mà. Cái câu hỏi của mình đây là inflation point xảy ra tại đâu? Mình kéo cái lý thuyết lên này, nếu mà cái chép bài thì mình lật ra mình coi nha. Nhìn như này, đây là inflation point này, nhìn như này, inflation point xảy ra tại cái này là F0 này. Đó, ra nhìn như này. Đó. Nhắc lại đứng trước câu hỏi mình không nhớ liền thì mình đi tìm tài liệu để mình trả lời nha. Rồi bây giờ xuống bài này thì bây giờ nó có mọi thứ đầy đủ cho em rồi, nhiệm vụ của em là làm cái khâu dễ nhất thôi. Bây giờ là inflation point xảy ra tại đâu ha? Tại chiều một rồi. Đúng rồi đó, nhưng mà thiếu rồi ha. Chiều một một trừ một và một rồi nha. Vì sao inflation point xảy ra tại cái chỗ mà y phẩy nó đổi dấu, ok chưa? Nhìn nè, y phẩy đổi dấu nè, ok chưa? Nhìn nhau được không? Tương tự y phẩy đổi dấu đó nè, thấy chưa? Và xảy ra tại hai cái thằng value là trừ một và một, ok không? Rồi, nó xong rồi đó. Rồi khâu quan trọng là mình sẽ đúc kết là những gì trên cái bảng, bắt đầu mình phải vẽ hình, ok ha? Vì mình vẽ hình mình cần cái bảng, nên là bây giờ mình sẽ gom lại nhỏ nhỏ một xíu để mình để bên dưới mình tham khảo mình vẽ. À, vì nó bị trôi cái trang đó, một thứ là hướng đến cái sự logic. Chắc em học lập trình thì nó lại tốt hơn học cái này hả, đúng không? Phải không? Em hai môn lập trình của em là A à, thì đó mà cảm giác như là lập trình thì, này. Thì lập trình nó chỉ có nhiêu thế thôi, không chứ có gì đâu. Còn cái này thì nó nhiều kiến thức quá. Ví dụ như mà mình tùy theo chuyên ngành thì họ mới theo toán, một cái mảng mua toán thực sự đó chứ. Ví dụ như mà đúng ra thì sau quá thì có phải có toán cũng không có nhiều. Cũng như là giải quyết vấn đề thì kìa. Không, nếu mà theo IT thì computer science thì thực toán nó nhiều lắm. Chẳng qua là mình chưa có gặp. Chưa tới đúng rồi. Tại vì em chưa học tới thế độ. Sau này mình code á thì mình phải hiệu chỉnh được cái code của mình thì nó optimization nhất nha. Mà mình muốn optimization nhất thì mình phải hiểu được cái thực toán, mình mới hiệu chỉnh nó được, mình phải correct nó được nha. Ok, sau đây mình vẽ nha. Mình nhìn như cái bảng là ít thì mình sẽ có những cái điểm nè, cho nó to ra xíu thì hai ô là một ha. Nhìn trên cái mũi tên á thì đó là cái hình gọi là hình gọi cái chân dung của nó đó. Bộ trade, ok ha? Được. Rồi, ở trên này là cũng là 1 ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đầu tiên là căn 3, ok không? Chỉ căn 3 là dễ lấy trước rồi nha. Đầu tiên là lấy 0 trên 0 này nha. 0 này có nè. Tức là lấy những cái chỉ đó, 1 nè. Chữ 1 nè, thấy chưa? Rồi mình nhìn vô.
Ở đây là mình vẽ theo kiểu vỡ lòng nha, là dành cho những người là chưa biết gì mình vẽ, còn không thì không vẽ với mình nha, làm trình tự nha. Rồi, trừ căn 3 là tầm khoảng trừ 1.7 thì nó nằm đâu tại đây. Ok không? Rồi, nhìn vô ha. Đây là 1.7 tại đây. Rồi. Mình nhìn vô nè, mình kẻ đường đất đứt nè, đi qua toàn bộ những cái điểm này, ngồi chữ âm vô cùng với vô cùng nha. Ok không? Sau này mình quen rồi mình không cần vẽ đâu, ở đây mình vẽ để mình tập cái skill ha. Muốn gì thì muốn cũng được ha. Thì đầu tiên cái này là đi qua trừ căn 3 này, được không? Trừ căn 3 tầm khoảng trừ 1.7 đó. Ok ha, tiếp tục là trừ 1 nè. Nhắc lại do mình đang học vỡ lòng nha, coi như là không biết gì nha. Nên mình vẽ là sau này áp dụng cái trang rồi mình ven rồi thì mình bỏ. Ok ha. Tiếp tục là không. Mục đích là mình chia cái hình của mình ra những cái reason để mình vẽ. Hiểu không? Rồi tiếp tục là một. Thì nó hơi lâu nhưng mà nó là step by step. Mình ven rồi thì mình bỏ nó ra đi, mình không cần phải vẽ thế này đâu. Nhưng mà mình đang vẽ theo kiểu là vỡ lòng, chưa có rành. Ok, cho nên mình viết nó là trừ cân qua ha. Đây là cân qua, ok, để đủ ha, được không? Rồi bây giờ mình nhìn vô nè, mình sẽ vẽ đầu tiên là từ âm vô cùng đến trừ cân 3, là biết là chỗ đây nó sẽ đi xuống, ok chưa? Được không? Rồi bây giờ mình chọn hai điểm rồi mình nối lại, ok, chọn hai điểm nha, nhìn vô bên trái này ha. Rồi, chọn điểm thì bây giờ mình nhập cái hàm vô, mình lấy máy nhập cái hàm vô, hàm ở đây. Bấm cái hàm vô đi à. Cái hàm của hắn là Đây nhập xong thì báo ha. ủa là mình là mình bấm xong rồi mình coi đúng không thầy? Bây giờ anh nhờ em nhập cái hàm thì em nhập giùm đi rồi mình nói tiếp, nhập chưa? Nhập được, nhập được rồi, nhập Rồi được rồi. mình đang vẽ cái đoạn này nè. Rồi bây giờ mình chọn hai số bên thỏa, thì bây giờ em chọn với mình là trừ 4 đi ha, một điểm trừ 4 đi. Điểm đầu tiên nè, trên khoảng đầu tiên á, em chọn giúp mình là trừ 4, rồi em coi ra bao nhiêu. 160 rồi. Trừ trừ 4 nó ra là 160 đúng không? Phải không? Cái nhập có cần nhập y không? Không cần nhập y đúng không thầy? Đang có ít thì bây mà nhập y làm gì? Ha. Rồi Dạ, chịu bó luôn. giảm xuống giảm xuống trừ 3 đây bao nhiêu, Bằng 27 này. trừ 3 thì nó bằng 27 ha. Ok ha. Rồi ở đây là trừ 2 trừ 3 này nha, okay, ha. Rồi 27 thì nó rất là cao, nhìn bên trên này mình tưởng tượng nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ở đây mình có 27 tượng trưng đi nha, ok nhìn nha, ok không? Còn con thì bây giờ mình đánh cao lên, một ô của mình là 3 nha, chiều đứng á vì nó cao nó to quá, được chưa? Một ô là ba Ví nè. dụ đó mình không nói chuyện hai thầy, ví dụ Sao đó mình không nói chuyện không thầy, cho cái mình không nào nói chuyện hai thầy. cái nào trừ hai thì nó sát quá, sát cái đường màu đen quá, mình muốn thì lấy trừ hai cũng được, có gì đâu hả? Nói chuyện hai đi được rồi. Xíu nữa mình lấy trừ hai để còn hai điểm mà mình đang á, mình còn hai điểm được chưa hả? Rồi đầu tiên mình lấy trừ ba em ra 27 đúng không, phải không? Rồi bây giờ tưởng tượng vì nó to quá nên mình tưởng tượng một ô đó là ba nha, ok không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đây, okay. Thì đây là 27 nè, một ô là ba này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 9 ô là 27, ok, điểm đầu tiên đây, ok chưa? Rồi chọn tiếp theo điểm số 2 đi, rồi bùi trừ 2 đề xuất đó, hai điểm để mình nối lại cho đẹp thôi, trừ 2 bấm đi. Bằng số 8 này. Trừ 8 đúng không? Phải không? Dạ. Rồi tương tự trừ 2 đây nè ha. Rồi trừ 8. Trừ 8 thì nó sẽ nhỏ hơn trừ 9 chút xíu. Trừ 2 đây, à đây là trừ 9 rồi nha. À, ghi nó trừ 9 nè. Thì trừ 8 nó thấp hơn một xíu. Đây là trừ 2 nè, trừ 9 nè. Ok, đây là trừ 6 nè, đây là trừ 9 nè. Rồi có được điểm số 2. Ok chưa? Thế đó. Ở đâu rồi, anh nhầm rồi. Sao nhầm Tôi là sao? bằng 18, 18, 18 rồi. Thì trừ 2 bằng trừ 8 đấy, mình biết mà, đấy. Trừ 2 bằng trừ 8 đấy. Đấy, được chưa? Điểm số 2 này, tô đậm lên xíu cho dễ nhìn nè. Ok không? Được không?
Rồi tiếp tục nha, để đó nha. Giờ mình sẽ tưởng tượng là mình đã có được từ màu đỏ này. Mình nói nhìn vô nè, đây là chưa phải là đồ thị của nó nha. Mình nói thêm mũi tên nữa nha. Nha. Được không? Xíu nữa mình quay cho đúng. Đó, tới đây nó dừng lại vì chỉ bị bên trái thôi. Ok chưa? Được không? Là xong cái khổ đầu tiên. Có gì thấy không? Được không? Rồi tiếp tục khổ số 2. Nhìn vô này, khổ số 2 là đây này, mình đang thích khổ 2 cho con này nè. Ok ha, đấy. Thì cái khổ này là từ trừ 3 đến 0 nè, trừ cân 3 đến 0 đây chứ ha. Ok, ở đây mình sẽ là mình bỏ cái thằng, mình chỉ là lấy nhân điểm là của thằng trừ 1, lấy nhân điểm là của đại học cấp 1 thôi. Nên mình khỏi cần quỷ cái này đi, cho nó nhanh một chút, cái này nó chậm lắm. Nhắc lại nha, mình lấy những cái đường nước đức á, là mình chỉ lấy những cái điểm mà của cái thằng y phải bằng 0 thôi. Ok ha, nhìn cho kỹ ha. Cái này y phải bỏ đi, mình vẽ cho nó gọn thôi chứ không có gì. Ok không? Tiếp tục là mình vẽ tới là trừ cân 3 đến 0, tức là mình vẽ cái vùng này. Nhìn như thế này ha. Được không? Nhìn đây. Ok không? Mình là chọn 2 điểm, ok chưa? Được không? Yeah. Rồi mình chọn thứ nhất là mình chọn tiếp tục là mình chọn là trừ 1. Chẳng cái 2 mình nhập ra, bấm trừ 1 đi. Trước là mình đã có được phần đồ thị bên trái rồi đó, chi tiền khổ ha. Trừ 1. Trừ 1 là bao nhiêu? Trừ 1 ra trừ 5, trừ 5 đây. Đây là trừ 6 nha, trừ 6 là trừ 5 đây. Trừ 1 trừ 5 đây. Ok ha. Được không? Rồi, trừ 5 đây, đây là trừ 6 thì đây là trừ 5. Ok ha. Rồi. Đó, trong khổ mình đang vẽ khổ này nha chú nha. Ok. Rồi chọn thêm điểm nữa là chọn điểm 0 đi ha. Ủa đâu hay không phải bãi ta. Bạn gì bạn dưới dốc dưới này để dưới dốc đây mà. Đây nè. Thấy không? Chọn 0 đi ha. Bằng không rồi. Bằng không chấm đi này ha. Rồi vậy là mình đã có được đồ thị trên cái vùng này, mình được vẽ cái đường thẳng để cho dễ nhìn nha. Đây là cái gọi là behavior thôi chứ chưa phải là cái cuối cùng nha, chú nha, được chưa? Không. Vẽ lại cho đúng này nha. Ở đây mình gọi là tượng trưng thôi. Đó. Còn nó là gì sẽ được tính sau nha. Nó đi xuống nó đi lên nè, nha. Ok, ha. Rồi tiếp tục, khối tiếp theo là từ 0 nhìn trên hình nè, tiếp tục nè, từ 0 đến cân 3. Ok không? Rồi mình chọn luôn cân 3, mình bấm đi cho nó gọn đi, cho nó ha, cho nó chẳng đi ha. Chỉ còn hai điểm thôi, mình có điểm 0 rồi mình chọn tiếp cân 3 đi ha. Cân 3 là bằng chữ 9 rồi. Rồi cân 3 thì bằng chữ 9 đây ha, đây ha. Được. Màu đỏ đây, màu đỏ ha. Rồi, ở đây nó đang là local minimum nè, thì nó sẽ đi lên lại. Vậy trên đây mình chọn một điểm đi. Mình chọn điểm là 3 đi, ok. Rồi, điểm nữa đủ, 3 nó là 27 đúng không? Phải không? Dạ. Rồi, ok. Bắt đầu mình phát khỏi cái hình này nha. Cái chỗ đây để mình lấy là trừ cân 3 đây, khỏi lấy trừ 2 đây chỉ mất công, cho nó đẹp luôn. Chỉ còn 2 điểm mà được nha, điểm nào cũng được hết á. Ở đây mình được là trừ cân 3. Thì ra cho mình là trừ 9, ok không? Đó, rồi mình nhìn vô là mình đã đủ đồ thị rồi ha, ok ha. Dạ. Rồi bây giờ mình nói lại ha. Không cần bút chì nữa nha, vì tới đây là mình đã hiểu được cái hình dáng đồ thị rồi. Nhìn vô cái bảng này ha, rồi mình cho nó màu xanh lá cây rồi nha, ok nha, nhìn nha. Dạ. Rồi để mình nói lại những chỗ quan trọng này. Cho thằng là xanh lá cây đi, là có được đồ thị rồi đó. Ok ha. Được không? Rồi, ok không? Một thì mình sẽ có, để mình ghi ở chỗ này nha, có gì còn vô coi nha, chứ không hiểu gì nha. Đầu tiên là khổ, đầu tiên mình chọn 2 điểm nè. Còn tiếp theo nè, mình chọn điểm là trừ 1 nè, thì ra là trừ 6 nè, ok không? Chọn trừ 6. Còn tiếp theo nè, mình chọn 1 nè, thì ra 6, từng khổ 1, đây 1 ra 6 đây. Ok không? À. Rồi tiếp theo là mình có là căn 3, thì ra là trừ 9, và cái khoảng cuối cùng. Thì mình được là căn 3, nó là 27, được chưa? Dạ. Rồi, ok, mình sẽ là quay tiếp ha, nha. Nè, nhìn nè. Tiếp à. Ok ha. Rồi, nhớ nhiều điểm, một điểm màu đỏ quan trọng nha, đó là cái nền để mình vẽ đó nha. Hai điểm này là hai điểm inflection point là trừ 1 với 1 nè. Đó, nó uống thì nó thay đổi từ cái kia qua cái kia đó, thấy không? Ok ha. Rồi nói lại nữa ha. Rồi nói lại đầy đủ này nha.
lên tỷ lệ 6. Chờ mình đặt lên trên Desmo là hắn cũng bị rớt luôn không trời? Đúng rồi, nhập cái hàm vô lên RI á. Demos. Dạ, rồi, xong rồi đó. Xong cái hình. Mình sinh thì mình label lên. Chỗ này là local minimum, nhìn cái hình đó, nó bằng trừ căn 3. Nó là trừ 9. Chỗ này là căn 3 và trừ 9. Ha. Chỗ này là 0,0. Mình label những chỗ quan trọng á. Nha. Rồi, xong cái hình đó. Ha. Sau này thì mình được quen rồi thì mình sẽ làm nhanh hơn. Và hiện tại đang tuân thủ những cái bước. Ha. Thì chắc chắn mình ổn tiếp, sau mình ổn cái bài tiếp rồi. Sao? Hả? Sau mình làm cái bài tiếp rồi. Đúng rồi, mình đang vẽ mà. Vẽ là mình đã hết chương rồi, đâu còn gì nữa học nữa đâu. Ha. Yeah. Rồi, ok. À. À, còn anh tên delivery thì biết ta? Ờ, cái đó thì phần cuối cùng của phần cuối cùng của chương này mà tính sau nha. Hôm sau mình vẽ tiếp, mình sẽ có những bài ác xanh thôi nha chú nha. Cái căn cứ mình vẽ là mình nhìn vào cái bảng mình vẽ. Chú ý, nghiên cứu cho kỹ cái bài này. Cái bài cô như cái bài này là bài cơ bản đấy nha. Vì nó cơ bản nên mình vẽ nó rất là đầy, nó rất là đầy đủ, nó không có thiếu gì cả đấy nha. Sau này mình chỉ là làm nhanh hơn chú nha. Sau này mình có kinh nghiệm rồi mình làm nhanh hơn. Cái này là mình đã làm nhanh rồi, là mình không có quan tâm đến cái thằng inflection point đó. Nhưng mình hiểu nó là những cái màu đỏ này là inflection point đó. Chú ý nè, đó. Những cái mình vẽ tay một cái đẹp không? Thấy không? Em cũng bấm cái lập nhập cái phương trình nó vô trong cái dashboard đó luôn. Ok, nha. Cái này là nó còn kéo dài nữa nha. Cái này nó còn kéo dài lên trên nữa, do hết chỗ nữa mình ấy á. Rồi. Đó, có thắc mắc gì đây? Làm thật kỹ là cái này, câu này chắc chắn có thi, thấy chưa? Nhưng mà nó thi là mỗi cái đề là nó là một cái hàm khác nhau chứ không phải lúc nào cũng cái hàm này, thấy chưa? Đó. Rồi, ok, up nha, thấy chưa? Cố gắng cày, cố gắng làm bài tập. Ok ha. Rồi. Rồi bye nha. Cảm ơn. Rồi bye.